Nguyễn mời quý vị cùng ngắm nhìn khu lấn biển của Rạch Giá cùng với Thịnh Nguyễn. Tòa nhà cao nhất ở khu lấn biển này vẫn là tòa nhà khách sạn Sea Life. Quý vị đang nhìn thấy từ đằng xa thì qua khu vực đó quý vị sẽ đến được khu Vincom Plaza, cũng như đến gần được cái khu vực của đường Nguyễn Trung Trực. Sau này nữa của Kiên Giang thì Nguyễn hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.